Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách đây một thế kỷ, bác sĩ xác nhận hút thuốc có lợi cho sức khỏe. Ngày nay nhiều nước trên thế giới đều đã ban hành luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng cùng chính sách hạn chế tiêu thụ thuốc lá. Bạn thấy khắp nơi thông điệp, hút thuốc là có hại cho sức khỏe, có khả năng gây ung thư. Nhưng nếu chịu khó lội ngược lại thời gian cách đây khoảng một thế kỷ, thì bạn sẽ thấy đầy những bất ngờ và thú vị. Để bán được thuốc lá, các nhà sản xuất thời đó đã sử dụng chính những vị bác sĩ và các lực lượng ngành y để quảng cáo và chứng minh hút thuốc tốt cho sức khỏe. Những slogan giật tít, bác sĩ xác nhận tốt cho sức khỏe. Bác sĩ là người hiểu biết, ông chọn thương hiệu XYZ, từ trẻ đến già đều được khuyên là nên hút thuốc, hút tùy thích. Nếu bạn hỏi một số người phương Tây, họ cũng khẳng định, cũng có một thời trẻ em được hút thuốc ở trong trường, thậm chí là khuyến khích. Dưới đây là một số quảng cáo được công bố chủ yếu là giữa năm 1930 và năm 1960 tại Mỹ. Các dữ liệu tuyệt vời này được trường y khoa Stanford lưu giữ. Một số khẩu hiệu quảng cáo của các hãng thuốc lá thời đó. 1. Hút thuốc không phải là xấu, nó thậm chí còn tốt cho sức khỏe. Thuốc lá đã trở thành một sản phẩm tiêu dùng phổ biến vào cuối thế kỷ 19. Thời đó, các quảng cáo đưa tin, hen suyễn, viêm phế quản, sốt mùa hè, cảm cúm, khó thở, niềm vui của thuốc lá là phương thuốc cho bạn. Thương hiệu Marshall quảng cáo rằng, thuốc lá của họ là liều thuốc kỳ diệu cho tất cả các bệnh về họng, cảm lạnh, sốt, hen suyễn và thậm chí là vấn đề mùi trong hơi thở. Thương hiệu Happy Thought, 1904, quảng cáo, bác sĩ của bạn biết rõ sứ mệnh của ông, để cứu mạng các bệnh nhân, ông luôn luôn song hành với gói Happy Thought. 2. Thuốc lá của bạn đã được các bác sĩ xác nhận bảo đảm. Thương hiệu Lucky Strike, 1927 và 1930, Lucky Strike tìm ra được một lý do thuyết phục cho sự tin tưởng của bạn, thuốc lá đã bị đốt cháy, các bác sĩ đều đồng thuận, không có nguy hiểm gì. Thương hiệu Ogo, 1930, các bác sĩ và chuyên gia về họng bỏ phiếu bầu Ogo là tốt nhất cho họng của bạn, ngay cả họ cũng hút chúng thường xuyên. Thương hiệu Chesterfield, 1952 và 1953, các chuyên gia cũng bỏ phiếu cho Chesterfield. Và lần này, một nghiên cứu khoa học đã được thực hiện, chứng minh hút thuốc Chesterfield không gây hại gì cho mũi, họng và các nội tạng. Thuốc lá Ken, 1964. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng Ken là thuốc tốt nhất. Thương hiệu Philip Morris, 1944. Các chuyên gia hàng đầu về mũi và họng khuyến cáo dùng Philip Morris. Ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng các bác sĩ như là những bình phong để quảng bá cho sản phẩm của họ. Bạn đã khá bối rối trước việc các thương hiệu ra sức tuyên bố đã được các bác sĩ phê duyệt. Họ cũng không ngại ngần đưa các thư ngỏ lên các tạp chí y học để quảng cáo. Những nghiên cứu khoa học nổi tiếng này là gì? Chúng được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm của ngành công nghiệp thuốc lá trong đầu những năm 50 và đã khẳng định tác hại gây ung thư của thuốc lá. Tuy nhiên các kết quả này đã bị công khai phủ nhận và ngành công nghiệp tiếp tục sống trong dối trá của mình. Một ví dụ là trường hợp của nhà nghiên cứu Ragnar Rylander, người Thụy Điển đã làm việc tại Đại học Geneva trong khi đang được tài trợ bởi Philip Morris. Vị này đã bị kết tội gian lận khoa học trong các nghiên cứu về hút thuốc thụ động. Trong khi đó mối quan hệ với Philip Morris chỉ được phát hiện vào năm 2001. 3. Các sản phẩm cho sức khỏe của bạn. Khi xem các quảng cáo ở trên, người ta không thể không nghĩ rằng ngành công nghiệp thuốc lá đã nhận thức được tác hại từ các sản phẩm của họ. Tại sao tất cả các quảng cáo đều cố chứng minh với chúng ta rằng hút thuốc là không nguy hiểm đến sức khỏe nếu sự thật là như vậy? Đúng là, không có lửa thì làm sao có khói. Các sản phẩm hỗ trợ cho người hút thuốc bắt đầu ra hàng. Danicotin, 1952, mới ở trên, nicotine được cho là vô hại, còn bây giờ nó đã trở thành mối lo bận tâm của ngành y tế. Các bác sĩ lại được đưa ra để loại bỏ nicotine, chứng minh cho hiệu quả của sản phẩm lọc nicotine. Sau khi sử dụng Danicotin, mọi chuyện sẽ tốt hơn, miệng sạch hơn cho dù có hút thuốc lá. 4. Xem các bác sĩ hút thuốc gì. Các bác sĩ sử dụng loại thuốc nào, thì đó sẽ là chuẩn để cho mọi người theo. Thương hiệu Camel, 1949, bác sĩ là một người hiểu biết, nếu anh ta hút thuốc lá Camel, hẳn là anh ta có lý do đúng. 5. Phần còn lại của hệ thống y tế cũng tham gia quảng cáo. Không chỉ các bác sĩ đa khoa, bác sĩ tai mũi họng, mà các nha sĩ, y tá cũng hoạt động như các đại sứ, quảng bá cho thuốc lá.
thuốc lá Mel Orwell, 1930, một loại thuốc lá có lợi cho sức khỏe. Lucky Strike, 1930, và Chesterfield, 1931, 20,679 bác sĩ ủng hộ thuốc Lucky. Canchi Doctor, Philip Morris, 1947, thậm chí còn tốt hơn nữa, là Thánh Peter cũng được đưa ra để xác nhận chất lượng thương hiệu. 6. Thuốc lá, một toa thuốc cho tinh thần. Khi thuốc lá không được bán như một toa thuốc trị nhiều bệnh vào cuối thế kỷ 19 nữa, các nhà sản xuất lại sáng tạo ra một thông điệp khác, bác sĩ xem nó như một toa thuốc cho tinh thần. 7. Hút thuốc ngay từ khi còn trong nôi. Thật tiếc là con nít không hút thuốc, nhưng để bù lại, ngành công nghiệp thuốc lá nhắm vào những ông bố bà mẹ còn trẻ, làm cho họ hiểu rằng hút thuốc lá là không nguy hiểm cho em bé của họ. Churchman, 1930, và Kuhn, 1935, và Marlborough, 1951, điều gì nếu con của bạn đã khuyên bạn thuốc lá? Camel, 1942, và Cavalier, 1953, quảng cáo cổ vũ những người trẻ tuổi hút thuốc, để cho thoải mái và sành điệu. 8. Nếu vận động viên hút thuốc, tại sao không phải là tôi? Bên cạnh các bác sĩ, ai là những người phù hợp cho quảng cáo các sản phẩm sức khỏe, các vận động viên? Camel, 1937, lý do mới trước đây chưa bao giờ gặp, hút thuốc giúp tiêu hóa. Lucky Strike, 1928, và Viceroy, 1957, Vinny Richards và Pancho Gonzalez, hai người chơi quần vợt được tài trợ bởi các nhà công nghiệp thuốc lá. Flavena, 1939, và Chesterfield, 1946. Thời đó tennis là một môn thể thao quý phái cũng sẵn lòng cho mượn hình ảnh để quảng bá một số thương hiệu cho các khách hàng nữ. Chu, 1976, với tất cả những gì tôi nghe nói về thuốc lá, tôi đã có sự lựa chọn giữa bỏ thuốc hoặc là hút chu, tôi quyết định hút thuốc chu. 9. Sử dụng các thông điệp nhạy cảm. Để bán được thuốc lá, các nhà sản xuất không ngại ngần sử dụng các thông điệp được cho là nhạy cảm. Đến thông tin như hút thuốc làm tăng vẻ quyến rũ và sexy cho phụ nữ, làm tăng nam tính và khả năng sinh lý cho đàn ông, thực sự là đủ loại. Không chỉ ở phương Tây, mà tại Việt Nam cũng có những thông điệp như thuốc lào nâng cao sĩ diện, thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao. Click vào từng bức ảnh để xem các bác sĩ thời đó nói gì. Sau khi xem xong và nếu ai còn tin những gì bác sĩ nói là đúng, thì hãy cẩn thận, lương y sao bằng lương thực, và mọi chân lý đều có thể bị mẻ cong trước sức mạnh đồng tiền. Hãy tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe gia đình người thân của bạn trước những kẻ núp áo ngành y mà làm chuyện phản y đức, kinh doanh trên thân xác bệnh nhân. Theo VV Packing, SR Đình Vũ. Ha ha ha, 问什么的说